Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phong thiên nhiên. Cây này phôi mới về nhà mình. Cây này cụm liền đều luôn nha, liền cốt luôn nhà mình. Cây rất là già luôn. Cây này có mã số là 211. Có số đo tổng hoành gốc là 120. Cây cao là 65. Cây đang nằm bầu đất là 60 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2000k bao ship nhà mình nha. Cẩm thị kim cương đen. Cụm liền đều luôn. Cái này rất là già luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Rất là lão cây luôn nha mình. Cây bao sống nha mình yên tâm nha. Rồi mã số 211. 2000k bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phôm thiên nhiên. Cây này phôi mới về nha mình. Cây này phôm quái nha. Cây này hai thân ở trong cốt nha mình nha. Cây này hàng săn phôi lắp nha mình. Đất lắp lên tới đây nè. Mòi dần dần xuống được con phôi như thế này nha. Cây này có mã số là 212. Có số đo tổng hoành gốc là 40. Cây cao là 50. Cây đang nằm bầu đất là 35 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 900k bao ship nha mình. Cây phôm quái nha mình nha. Cây rất chi là già luôn nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này chung cốt nha mình. Hai thân lắc đều luôn nha. Cây rất chi là già luôn. Phôm thiên nhiên. Cây bao sống nha mình yên tâm nha. Rồi mã số 212. 900k bao ship cho mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phôm thiên nhiên. Cây này phôi mới về nhà mình nha. Cây này phôm đổ rất là vip luôn nha. Cây rất chi là già nhà mình. Đây có cái nụ nè. Nụ bú nha mình. Cây vàng da nhìn rất là lão luôn nha. Cây này có mã số là 213. Có số đo tổng hoành gốc là 50. Cây có chiều dài của tàn phóng nha mình nha là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 20 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship nha mình nha. Cây bao sống nha mình yên tâm luôn. Cây phôm đổ thân lắc luôn nha mình. Cây rất là chi là già luôn. Nụ bú lên luôn. Cây rất là lão luôn. Phôm thiên nhiên. Rồi mã số 213, 1000k bao ship nha mình. Phôi này rất là đẹp nha. Phong độ. Đây. Thân co lắc luôn. Cây bầu đất rinh nha mình, cây bầu sống nha mình yên tâm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mini. Phong thiên nhiên mới về nhà mình nha. Cây nhỏ có vỏ nha mình. Lũ thép âm thân luôn nha mình nha. Cây rất là già luôn. Cây này có mã số là 214. Có số đo hoành gốc là 35. Cây cao là 30. Cây đang nằm bầu đất là 15 nha mình nha. 15-20. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship nha mình nha. Bao sống nha mình yên tâm luôn. Cái đầu này khô lũa nha mình. Đầu sống đây nha. Cây rất là già luôn. Cây mini. Cây nhỏ mà có vỏ nha mình. Lão cây nha. Mini. Kim cương đen nha mình. Cây rất là già luôn. Rồi mã số 214. 300k bao ship nha mình nha. Cẩm thị mini. Lũ thép âm thân luôn. Cây rất là già. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị phong thiên nhiên. Cây này phong quái nha mình nha. Cây mini. Đây là mới về nha mình. Cây bầu rất rinh luôn nha. Cây này có mã số là 215. Có số đo hoành gốc là 50 nhà mình. Cây cao là 60. Cây đang nằm bầu đất là 30 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship nha mình nha. Lũ thép âm thân luôn nha mình. Cây rất là già luôn. Đây. Đường lũ thép chảy nè. Cây rất là già luôn nha. Cây này mini.
nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi mình xem tham khảo nha. Cẩm thị kim cương đen này. Có cái cò này. Này. Rồi mã số 215, 600k bao ship nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cây này mini nhà mình. Cây lũ thép xoắn âm thân luôn nha. Đây. Lũ thép nha mình. Cây mini nhỏ mà có vỏ nha. Cây này có mã số là 216. Có số đo hoành gốc là 45. Cây cao là 60. Cây đang nằm bầu đất là 30 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 550k bao ship cho mình nha. Đây. Cây này phong quái nha mình. Cây rất chi là già luôn nha. Cây bao sống nhà mình yên tâm luôn. Cẩm thị kim cương đen. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 216. 550k bao ship cho mình. Cẩm thị kim cương đen. Đây, lũ thép nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ. Cây này là thành phẩm nhà mình nha. Cây rất là VIP luôn nha. Cây này cụm liền điều luôn nha mình. Cây thành phẩm luôn. Chỉ cần làm rất là ok hết nha mình. Côn cây ở nhà mình nha. Đây. Cây này dòng hải châu Phú Yên nhà mình. Đây. Cây lá nhỏ nha mình nha. Cây này có mã số là 217. Có số đo tổng hoành gốc là 83. Cây cao là 100. Cây có chiều dài cái tán ngang nha mình nha. Là 130. Cây này đang nằm chậu lọt lòng là 50 nha mình. Cây hải châu lá nhỏ dòng Phú Yên. Cây thành phẩm nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Có thành ý nhà ý thì cứ việc inbox với nhà vườn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Hải châu. Cây này hàng VIP cho mình. Cụm liền điều luôn nhà mình nha. Cây này 7 thân nha mình. 7 thân nha. Tay cành làm côn hết nha mình. Cây phồng cây nhìn quá VIP luôn. Cây này mà đậu trái nữa là tuyệt vời luôn nha. Cây này siêu trái luôn nha mình. Đây. Cây này quá VIP rồi. Thành phẩm đó nha mình. Cây xanh tươi luôn. Cây này về chỉ việc chơi thôi. Và chim chim ngưỡng em nó thôi. Hải châu lá nhỏ thành phẩm nha mình. Cây quá VIP luôn nha mình. Tán rộng là 1m3 nha mình nha. Cây xanh tươi luôn. Cây này về nhà mình chỉ việc chọn vị trí cho em nó nữa thôi. Hải châu lá nhỏ dòng Phú Yên nha mình nha. Dòng này siêu trái luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Có nhà ý thành ý thì cứ việc inbox với nhà vườn theo số gọi là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Kỳ quá VIP rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này rất là khủng luôn nha mình. Cây quá VIP luôn nha. Để nữa móc đầu luôn. Cây đế trải 24 giờ luôn nha mình. Đây. Cây này hàng lão rồi. Cây rất chi là già luôn. Cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này hàng VIP rồi. Cây xanh tươi tốt luôn nha mình. Cây này hàng khủng nha. Cây này có mã số là 218. Có số đo tổng hoành gốc nha mình nha. Là 190. Cây cao là 172 nha mình. Đến đầu thân chính nha. Đó. 172. Cây đang nằm cái bầu nuôi là 120 nha mình nha, lọt lòng.
Cẩm thị kim cương đen, cây này quá VIP rồi. Nhà mình xem tham khảo ưng ý, có nhà ý thì cứ việc inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Cẩm thị kim cương đen, cây này hàng khủng nha mình, để trải 24 giờ luôn nha mình, cây quá VIP rồi, liền cốt luôn. Kim cương đen này, để trải đều luôn. Đây chung cốt cho mình nha. Đây, cây quá khủng rồi. Cây này về là chỉ việc lên cái chậu thay áo cho nó, qua dây định hình nữa là tuyệt vời luôn. Giờ mà hàng phôi như thế này coi như là không có luôn nha mình, rất là hiếm nha, có nhưng mà rất là hiếm luôn. Cẩm thị kim cương đen kỳ quá dữ rồi nhà mình nha. Đây là thuộc dạng hàng khủng rồi. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 218. Nhà mình xem tham khảo nha. Có nhà ý thành ý thì cứ việc inbox ở nhà vườn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cẩm thị kim cương đen, cây quá VIP nha mình ạ. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.